Con co cao cái tay lên xong con thả luôn thì nó có cái đà văng. Co cao tay lên. Mới ra hay sao? Rồi, quay vào luôn. Đấy, bạn này chân còn bỏ găng ra. Chơi nữa đau tay quá. Được không? Lấy phấn kìa, phấn kìa. Phấn của bác ấy, lấy đi. Không cần phấn à? Bay được không? Tóm cái chân lôi ra đằng sau đúng rồi. Rồi, tốt. Tiếp, thả luôn. Không được bám hai tay nút truyền là không truyền được. Chỉ sử dụng một tay thôi. Xuống đi. Xuống đi. Rồi, tao đây này. Bơi kỹ vào, bơi sát đều vào thì nó mới... Cái này sát đều rồi thì nó mới... Đây, tôm đi ba vòng rồi xem nào. Ừ. Có cao lên thả luôn, thế. Rồi, có cao lên, thả luôn. Có cao không thả luôn. Thế. Chạm đất à? Này, sắp giống Quang Hải, sẽ chạm đất à?